Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu cho mọi người. Đây. Hôm nay toàn cần câu tay thôi, câu đơn. Đây, đầu tiên là cái cần này. Nó mắc tem rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80-85%. Đây, đọt của nó đây. Khá là mạnh dẻ. 1 2 3 4 5 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Xem cái tay của nó. À, đây có tay nữa chứ. Đây, vẫn còn. Cần nít xinh nha mọi người, nít xinh. Đấy, kích cỡ của nó này. Cần là dài 5,5 m, thu vào là 1,2 m, đột là 0,8 ly, cân nặng là 300 g. Cây này cây số 1, 140 nghìn. Số 1 140 nghìn nha mọi người. Tiếp theo, cái cần thứ hai là cái cần của hiệu Ebisu, nội địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, đọt của nó đây. 1 2 3 4 lóng, cần này 4 lóng nha mọi người. Đây, cái cần này dài 3,9 m, thu vào là 1,1 m, đột là 0,7 ly, cân nặng là 220 g. Cái này cây số 2. Số 2. Cái này bán 101. Số 2 101 nha mọi người. Số 3 đây. Và cái cần này cũng đầu địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, đầu của nó. 1 2 3 4 5 5 lóng tất cả. Mà cái lóng thứ 3 từ trên xuống này, mình thấy có vẻ như bị gãy, bị chi người ta nối, người ta quấn keo chỗ này nhá. Này nha mọi người, về mọi người xử lý lại nhá. Mình thấy chỗ này kéo lên còn đang hở này, chắc có lẽ nó bị gãy nên người ta tràn ở dưới này rồi. Này, cần này dài 3,6 m, thu vào 90 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 140 g. Đây là cái số 3. Số 3 70 nghìn. Số 3 70 nghìn nha mọi người. Số 4 là cái cần này. Đây, đây nó cũng mờ mờ, toàn chỉ Nhật không đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì sơn ở bên ngoài nó khá là xước xác. Ngoại hình của cái cần này khoảng 70%, 70-75%. Đây, đọc của nó. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lóng nha mọi người, 8 lóng. Này, cỡ của cái cần này. Cái cần này dài 6 m, thu vào 88 cm.
độc là 0,9 ly, cân nặng là 400 gram. Cái này cái số 4. Số 4. 140.000. Số 4 140.000 nha mọi người. Đây, tiếp theo số 5. Số 5 là một cái cần Nixing nha mọi người, Nixing. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Rồi, 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5. 5 lóng tất cả nha mọi người. Cái cần này dài 4,4 m, thu vào 1,04 m, đột là 0,8 ly, cân nặng 240 gram. Cái này cái số 5. Số 5. Đây. 130.000. Số 5 130.000 nha mọi người. Số 6 là một cái cần Ryobi. Cái cần này thì Hàn Quốc xuất nhập nha mọi người. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Có cái tem bị dùng như nước sơn còn đẹp đó. Đây, đầu của nó. 1 lóng, 2, 3, 4, 5. 5 lóng tất cả nha mọi người. Cần này dài 4 m, thu vào là 1,03 m, đột là 0,6 ly, cân nặng là 200 gram. Cái này cái số 6. Số 6. 130.000. Số 6 130.000 nha mọi người. Tiếp theo số 7. Đây, cần này thì bắt tem rồi, chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, đầu của nó đây, đầu khá là to và vững nha. Đây. 1, 2, 3, 4 lóng. Cái cần này dài 3,4 m, thu vào 1,06 m, đột là 1,7 ly, cân nặng là 140 gram. Cái này cây số 7. Số 7. 100.000. Số 7 100.000 nha mọi người. Số 8 là cái cần này. Chất liệu là fib nha mọi người, mắc tem rồi. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85%. Nó bị mắc cái nắp đít, nắp vặn đít nha mọi người nha. Mọi người về lấy miếng xu dán vào. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lóng tất cả nha mọi người, 6 lóng. Cái cần này dài 5,2 m, thu vào là 1,04 m, đột 0,8 ly, cân nặng là 240 gram. Cái này cây số 8. Số 8 90.000. Số 8 90.000 nha mọi người. Tiếp theo số 9 là một cái cần Apollo này. Cái này nội địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng ở 85%.
đây đọc của nó, đọc đây, đọc này nó bị vỡ chỗ này nha mọi người này, bị vỡ chỗ nối đọc chỗ này này, đấy, về mọi người xử lý hoặc là thay cái đọc này đi nhé, mình vẫn thử cái đoạn đọc trên này cho mình mọi người coi, đấy, à, chỗ này bị vỡ này, một là mọi người về quấn nhựa lại, hai là người thay cái đầu đọc đi, đấy, còn dưới này thì mình thấy ok, 2, 3, 4, 5, 6 lóng, 6 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 5m3, thu vào là 1m03, độc là 1 ly, cân nặng là 380g. Cái này cây số 9. Số 9. 90.000. Số 9 90.000 nha mọi người. Rồi, số 10 là cái cần này. Nó còn một cái tem thôi, đầu đĩa nhặt nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, đọt của nó này. 1 2 3 4 4 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m, độc là 0,8 ly, cân nặng 160g. Cái này cây số số 10 luôn. Số 10. Số 10 80.000 nha mọi người. Số 11 là cái cần này. Bắt tem rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, đọt của nó. Sơn trắng. Đây. 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Này. Có cái nắp đít này cũng bị khô keo nên mọi người về dán keo lại nhá, khô keo rồi. Nên mình đãi phát nó tục ra luôn. Đấy. Nắp của nó. Càng này dài 4m2, thu vào là 1m07. Đọt của nó là 1,7 ly, cân nặng là 220g. Cái này cây số 11. 11. 120.000. Mười hai là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng tem nó không chắc mà. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây, đọt của nó. 1 2 3 4 5 6 7 lóng. Cần này 7 lóng tất cả nha mọi người. Dài 5m1, thu vào 85cm, độc là 1 ly, cân nặng 280g. Cái này số 12. 12. Cái này bán 101. 12, 101 nha mọi người. Số 13 là cái này. Chất liệu là phíp nha mọi người.
ngoại hình của cái cần này, ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đây, đọt của nó 1, 2, 3, 4, 5, 5 lóng tất cả nha mọi người. Cái chỗ nhựa chỗ này nó bị tục nha mọi người, nhựa chỗ này nó bị tục, mọi người về tự xử lý cái này. Căn này dài 4,3 m, thu vào là 1 m, đọt là 0,9 ly, cân nặng 160 g. Cây này cây số 13 90.000, 13 90.000. Đây, 14 là một cây cần Olympic, cần Olympic nha mọi người. Olympic chất liệu là phíp sợi thủy tinh. Ngoại hình của cái cần này á thì khoảng 90%. Đây, đọt của nó 1, 2, 3, 4 lóng. Cây này dài 3,9 m, thu vào là 1,1 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 14 90.000, 14 90.000. Số 15 là một cây cần trúc ráp khúc nha mọi người, cần trúc ráp khúc. Cây này thì ngoại hình khá là mới, trên 90% đến 95% ấy. Đấy, trong bao nó khá là mới, nó bốn khúc như thế này mọi người, cần trúc 4 khúc, đọt của nó này. Ok, cái cần này dài 3,5 m, thu vào là 1 m, đọt là 1,3 ly, cân nặng là 140 g. Cây này cây số 15 15. Một trăm nghìn nha mọi người. Dưới đây nó có một cuộn cước luôn này, cho mọi người luôn. Đây, 16 là cái cần này, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây, đọt 1, 2, 3, 4, 5 6 lóng. Cái cần này dài 4,5 m, thu vào á là 99 cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng 260 g. Cây này cây số 16 60.000, 16 60.000 nha mọi người. Số 17 là cây này, mắc tem rồi, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80 đến 85%. Đấy, đầu một
một lóng, hai, ba, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng tất cả. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m01, đột là 0,9 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số mười bảy sáu mươi nghìn nha mọi người. Số 18 là một cây cần đai hoa, chắc lợi liệu là phíp đọc sợi phíp với sợi thủy tinh. Đây đọc của nó đây, cần này thành cần tay trợ máy, cái này người ta cọc thành cần tay trợ máy nha mọi người. Đây một, đây, có mấy cái phèn này, hai, ba, bốn, nó có bốn lóng nha mọi người, bốn lóng cần tay, nhưng mà gắn thêm máy vào để trợ máy thôi. Đây bát A5 này, cần này dài 3m2, thu vào 94cm, đọt 0,8 ly và cân nặng là 120g. Cái này cây số 18. Cái này 80 nghìn. Đây, 19 là cái cần này, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng cỡ 75%. Đây, cái cần này người ta chế rồi nha mọi người. Đây, người ta chế rồi. Đây, đọt của nó đây. Chế rồi, nên mình cho mọi người coi kỹ luôn. Đây, đây. Chế này. Đây, cái lóng này bằng carbon này. Lóng này carbon này. Đấy, nấu tiếp cái lóng này vào. Đấy. Đấy, nấu tiếp cái ống này, rồi đến cái ống này, tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 lóng, chế 5 lóng nha mọi người. Cần là dài 4m, thu vào là 95cm, đột là 1,1 ly, cân nặng là 200g. Cây này cây số 19 nha mọi người, 50 nghìn. Đây cây số 15, số 20. Cây cần này thì cái lóng bên ngoài này nó xước, đây nó bị tróc trên cái lớp sơn nha mọi người. Đây lớp sơn nó khô, nó tróc đây. Có bên trong nữa, đây bên trong nó cũng có tróc nha mọi người, cũng có tróc lớp sơn. Đây lóng của nó, cái đọt của nó đây, 1, 2, 3 này, nó bị bứt một cái đầu thép rồi này, 4, 5 lóng tất cả. Cây này dài 3m9, thu vào là 87cm, đọt 0,7 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 20, 30 nghìn. Số 20, 30 nghìn. Số 21 là một cây cần Olympic, cần này cũng bị chế rồi. Đây trước đây hình như nó có gắn máy này. Đấy. Đây chế này cho mọi người coi luôn, cái đọt là sợi thủy tinh này đó. 1, 2, 3, 4, 5
5 lóng, 6 lóng, 6 lóng tất cả nha mọi người. Cái đoạn này nó làm, nó quấn chỗ này nó làm giống như zoom á. Đấy, mình không chế cái này giống như kiểu chế gần zoom á mọi người. Thu lại nè, thu lại nè, nếu không không muốn nhả ra thì dùng như thế này vẫn được. Còn không thì thu tiếp đoạn nữa, zoom hai lần zoom luôn. Đấy, đấy, còn lại dùng như thế này. Chế rất là hay nha mọi người. Cái cần này dài 3,8 m, thu vào là 74 cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng 240 g. Cái này cây số 21, 21, 70 nghìn. Chế mà chế zoom luôn quá. M2 là cái cần này, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 80 đến 85%. Đọt của nó đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chín lắm. Cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 60 cm, đọt 0,9 ly, cân nặng 340 g. Cái này cây số 21, 22 chứ, cần số 22. Cái này bán 80 nghìn, 22, 80 nghìn nha mọi người. M23 là cái cần này, chất liệu là phíp nha mọi người. Tay ngủ mắt rồi. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây, đọc của nó đây, rất là mạnh dẻ. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 lóng tất cả nha mọi người. Lóng cuối thì hơi mẻ mẻ chỗ này xíu thôi nè. Hơi mẻ mẻ chứ không phải nứt nha mọi người. Mẻ xíu thôi. Chất liệu là phíp. Cần này để cúp xe thì cao đúng vào luôn. Cần này dài 4,3 m, thu vào 55 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cái số 23, 23, 70 nghìn, 23, 70 nghìn nha mọi người. 24 là một cái cần Olympic. Đấy, cần này thì hình như để đi dẫm dẫm đạp lên nó hơi nứt cái nó hơi nứt cái ống cuối nha mọi người. Ống cuối nó hơi nứt nè. Đấy, hơi nứt. Đấy, đọt của nó đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lắm nha mọi người. Cần này dài 4,4 m, thu vào 56 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 200 g. Cái này cây số 24, 60 nghìn. Tiếp theo cần số 25 là cần Suzumi. Cái cần này thì bị người ta thay cái đọt rồi, mà cái đọt dài quá về, mọi người có thể là thay cái đọt ngắn hơn nhé. Đấy, thay cái đọt rồi, nó đọt dài quá. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lắm tất cả.
cái cần này dài 39, thu vào là thu vào là 36 cm, nhưng mà 36 cm là chẳng qua là có cái đầu miễn dài thôi nè, còn thực tế thu vào là 66 chứ 66 cm, còn thực tế của nó là nó chỉ có là 40 cm thôi. Thực tế của nó thu vào được 40 cm, chẳng qua người ta thay cái đọc này nó dài quá thành là 66 cm chứ. Đọc là đang là đọc 1,5 ly này, cân nặng là 180 gram. Cái này số 25 40.000. Tiếp theo số 26 là cái cần Daiwa Mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đây, đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lóng. Dài 3m2, thu vào là 47 cm, đọt 0,8 ly, cân nặng là 100 gram. Cái này cây số 26 70.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 555 5599, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đồ cao thì như mọi người đã biết là mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship. Và một cái nữa là lưu ý mọi người rất quan trọng, đó là trước khi mọi người nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận, xem là nó có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ nứt gãy gì đó trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, bị thì sẽ báo ngay cho mình, còn là mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng thành công rồi, đơn hàng thành công rồi mới báo bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người.